Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất. Sau đây là phần tin chi tiết. Israel nói Hamas dùng khói độc để hạ lính ở tiền đồn sát Gaza. Quân đội Israel cho biết các binh sĩ đóng tại căn cứ Nahan sát giải Gaza đã bị thành viên Hamas hạ bằng khói độc trong vụ đột kích ngày 7 tháng 10. Chỉ có 10 người sống sót. Theo kết quả điều tra của lực lượng phòng vệ Israel IDF, được kênh 12 của Israel công bố ngày 13 tháng 12, các binh sĩ đóng tại căn cứ Nahan Oz đã không qua khỏi trong vụ tấn công của Hamas hồi đầu tháng 10 sau khi hít phải một loạt khí độc gây ngạt thở và bất tỉnh trong vòng vài phút sau khi tiếp xúc. Điều tra viên IDF cho biết các thành viên Hamas ném một loại chất dễ cháy độc hại qua cửa chính tòa nhà, nơi đặt bộ phận chỉ huy giám sát. Một binh sĩ Israel ở lối vào tòa nhà cố gắng dập tắt ngọn lửa, song không thành công, đám cháy sau đó lan rộng. Khói bắt đầu tràn vào trung tâm chỉ huy giám sát nơi 22 binh sĩ Israel ẩn náu. Những người này dùng khăn giấy nhúng nước để bịt khe hở dưới cửa ngăn khói tràn vào, song không thành công. Một số binh sĩ bắt đầu rời khỏi phòng để tìm lối thoát. Họ ho và một số người không thở được, sĩ quan IDF cho biết. Tuy nhiên khi tới lối thoát hiểm, các binh sĩ Israel phát hiện ra cánh cửa đang bốc cháy và không thể tiếp cận hay mở nó ra. Họ tìm các lối thoát khác và tới phòng tắm, nơi có cửa sổ nhỏ thông ra bên ngoài một sĩ quan trèo lên đập vỡ cửa sổ rồi cùng năm sĩ quan và một binh sĩ khác thoát ra khỏi tòa nhà đầy khói độc. Vụ tập kích căn cứ Nahal Oz nằm cách biên giới với giải Gaza chưa đầy 1 km diễn ra khi Hamas mở chiến dịch tấn công nhằm Israel ngày 7 tháng 10. 15 lính Israel đã không qua khỏi, 6 người bị Hamas bắt cóc. Giới chức Israel cho biết hơn 1.100 người không qua khỏi sau khi các thành viên Hamas tấn công hơn 20 khu dân cư ở miền nam nước này. Trong số đó có hơn 60 binh sĩ Israel. Hơn 110 binh sĩ Israel đã không qua khỏi trong chiến dịch trả đũa nhằm vào giải Gaza. Khoảnh khắc xe tăng Israel trận đòn đánh của Hamas Video do Hamas công bố cho thấy hệ thống châu Phi trên xe tăng Merkava Israel kích hoạt chặn đòn tập kích ở cự ly gần của nhóm vũ trang. Lực lượng Hamas ngày 14 tháng 12 đăng video giao tranh ở thành phố Khan Yunis, điểm nóng xung đột tại miền nam giải Gaza. Trong video, xe tăng chủ lực Merkava Mark 4M của lực lượng phòng vệ Israel IDF đang di chuyển với tốc độ cao trên đường phố thì bị thành viên Hamas tập kích kiểu cự ly gần. Hệ thống phòng thủ chủ động APS phi trang bị trên xe tăng Merkava lập tức được kích hoạt, phóng ra đạn kim loại phá hủy đạn chống tăng của Hamas. Video không cho tới hình ảnh cận cảnh của chiếc xe sau vụ tấn công, sau đó vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước với tốc độ cũ, cho tới đòn đánh không ảnh hưởng tới xe tăng Israel. Đoạn sau của video có cảnh một xe tăng Merkava Mark 4M khác nằm bất động, dường như đã bị vô hiệu hóa hoặc bỏ lại. Tuy nhiên hệ thống châu Phi của xe tăng vẫn kích hoạt khi bị lực lượng Hamas tấn công, chặn đứng quả đạn mà nhóm vũ trang phóng tới. Video cho thấy giá trị của các APS như châu Phi, đặc biệt là khi trang bị cho xe tăng, thiết giáp, hoạt động trong môi trường đô thị chật hẹp. Joseph Chevitic, chuyên gia quân sự của Third Reich nhận định, môi trường này cung cấp cho lực lượng phòng thủ nhiều chỗ ẩn nấp thuận lợi để phục kích khí tài đối phương ở cự ly gần. Merkava là dòng xe tăng chủ lực được Israel phát triển từ thập niên 1970 và đưa về biên chế năm 1979. Chúng được thiết kế nhằm cung cấp khả năng bảo vệ tối đa cho tổ lái với giáp mặt trước được gia cố, động cơ nằm ở mũi xe và tháp pháo lùi về phía sau cùng cửa ra vào ở đuôi xe. Biến thể Merkava Mark 4M được triển khai từ năm 2011 có đặc điểm nổi bật là hệ thống phòng thủ chủ động châu Phi được ví như tấm màn thép bảo vệ phương tiện trước tên lửa chống tăng dẫn đường ATGM và đạn xuyên giáp. Hệ thống này bao gồm các cảm biến, radar cảnh giới, máy tính, tổ hợp đánh chặn. Radar của châu Phi có thể quét khu vực 360 độ theo mặt phẳng ngang để phát hiện tên lửa và đạn chống tăng bắn tới. Khi phát hiện mục tiêu, máy tính sẽ phân tích và ra lệnh phóng các quả đạn kim loại để vô hiệu hóa mối đe dọa trước khi nó tiếp cận giáp chính của xe tăng. Hệ thống châu phi còn có thể truy ngược lại đường bay của mối đe dọa, tự động hướng nòng pháo về nơi quả tên lửa hoặc viên đạn được bắn ra. Tuy nhiên, châu phi không thể quét 360 độ theo mọi hướng, nên không thể đạt được hiệu quả bảo vệ trước các đòn tấn công đột nóc. Trong cuộc tập kích lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10, lực lượng Hamas đã tiêu diệt ít nhất một xe tăng Merkava Mark 4M bằng cách dùng UAV thả đầu đạn PG-7VR vào mặt trên mũi xe nơi có lớp giáp tương đối mỏng. Để khắc phục điểm yếu này, IDF đã hàn giáp lồng lên nóc tháp pháo cho một số xe tăng Merkava tác chiến tại giải Gaza nhằm khả năng tăng bảo vệ trước đòn đánh từ trên cao. Châu Phi cũng không được thiết kế để chống lại mọi đòn tấn công. Như khi bị đối phương áp sát và cài thiết bị nổ, Hệ thống này có thể gây nguy hiểm cho những người đứng gần xe, do đó thường được tắt đi khi di chuyển cùng với bộ binh, tạo điều kiện để lực lượng đối phương tập kích. Châu Phi cũng khó hoạt động hiệu quả khi bị tấn công bởi nhiều đầu đạn cùng một lúc. Theo các thống kê nguồn mở, ít nhất 24 xe tăng Merkava đã bị phá hủy hoặc hư hại kể từ khi xung đột bùng phát giữa Hamas và Israel hồi tháng 10, cho thấy châu Phi không thể giúp xe tăng Israel trở nên bất khả xâm phạm. Dù vậy, video do chính Hamas công bố vẫn chứng tỏ rằng lớp phòng thủ bổ sung từ hệ thống châu Phi có tầm quan trọng như thế nào, chuyên gia Chevetic nhận xét. Xung đột Hamas-Israel, Mỹ và Ả Rập Xê Út thảo luận về các nỗ lực ngoại giao. Ngày 13 tháng 12, Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jake Sullivan đã có cuộc gặp với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman để thảo luận về xung đột tại giải Gaza và các vấn đề khu vực khác. Theo giới chức Mỹ, trong cuộc gặp tại Ả Rập Xê Út, hai bên đã bàn về nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì ổn định khu vực và ngăn xung đột Hamas Israel lan rộng. Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út đã tạm dừng sau khi xung đột Hamas Israel bùng phát ngày 7 tháng 10. Hiện các bên đều bày tỏ mong muốn khôi phục nỗ lực này vào thời điểm thích hợp. Ông Sullivan dự kiến sẽ tới Israel trong ngày 14 tháng 12. Theo kế hoạch, ông sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các thành viên đội các nước này vào ngày 14 và 15 tháng 12. Cùng ngày 13 tháng 12, Mỹ và Anh đã áp đặt các đợt trừng phạt mới đối với các cá nhân liên quan tới phong trào Hamas tại Gaza. Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ, trong danh sách trừng phạt có 8 cá nhân giúp thúc đẩy lợi ích ở nước ngoài và hỗ trợ tài chính cho phong trào Hamas. Đây là đợt trừng phạt thứ tư của Mỹ đối với Hamas sau khi xung đột tại Gaza leo thang. Trong khi đó, văn phòng ngoại giao Anh xác nhận nước này đã áp đặt trừng phạt thêm 7 người liên quan tới Hamas. Đây là đợt trừng phạt thứ hai của Anh kể từ khi căng thẳng leo thang. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản giao dịch của các cá nhân liên quan tại Mỹ và Anh. Theo cơ quan y tế tại Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 7 tháng 10, giao tranh đã khiến ít nhất 18.200 người không qua khỏi tại giải Gaza, trong khi phía Israel ghi nhận có hơn 1.200 người không qua khỏi tại nước này. Xung đột cũng làm leo thang các vụ tấn công nhằm vào người Palestine tại bờ Tây. Thưa quý vị và các bạn, cuộc xung đột tại Gaza đang trong giai đoạn nóng nhất kể từ khi quân đội Israel mở lại chiến dịch quân sự nhằm xóa sổ lực lượng phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Trong đợt tổng tấn công mới đây nhất vào giải Gaza vào ngày 13 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đây được coi là ngày có số thương vong nhiều nhất đối với quân đội Israel kể từ khi nước này triển khai bộ binh tấn công vào Gaza vào hôm 27 tháng 10. Tối 13 tháng 12 theo giờ địa phương, lực lượng phòng vệ Israel xác nhận có thêm 2 binh sĩ thiệt mạng tại Gaza, nâng tổng số quân nhân thiệt mạng trong các hoạt động chiến đấu tại Gaza trong cùng ngày lên 10 người. Đây được coi là ngày có số lượng binh sĩ thương vong nhiều nhất đối với quân đội Israel kể từ ngày nước này triển khai bộ binh tấn công vào Gaza hôm 27 tháng 10. Toàn bộ thương vong xảy ra tại thành phố Sijaya thuộc khu vực Bắc Gaza. Tính từ đầu chiến dịch tấn công bộ binh của quân đội Israel, tổng thương vong theo công bố chính thức là 115 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương. Tuy nhiên, theo truyền thông khu vực, con số thương vong này thực tế có thể cao hơn gấp nhiều lần số liệu công bố bất chấp tổn thất ngày càng tăng với lực lượng bộ binh tại Gaza cùng sức ép quốc tế, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch tấn công vào Gaza sẽ tiếp tục cho tới khi đạt mục tiêu đề ra là tiêu diệt hoàn toàn Hamas. Người đứng đầu chính phủ Israel nêu rõ kế hoạch tác chiến tại Gaza sẽ tiếp tục được tiến hành bất kể có nhận được sự ủng hộ của thế giới hay không. Trong khi đó, cơ quan y tế Palestine tại Gaza cho biết, các cuộc tấn công bằng cả không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh của quân đội Israel vào Gaza trong 24 giờ qua đã khiến hơn 200 người thiệt mạng và gần 400 người bị thương. Hầu hết nạn nhân đều là dân thường, đa số trong đó là trẻ em và phụ nữ. Bên cạnh đó, chính quyền Ai Cập ngày 13 tháng 12 thông báo đã bắt đầu chuyển hàng cứu trợ quốc tế vào giải Gaza thông qua cửa khẩu trên bộ thứ hai là Karem Abu Salem. Trước đó, toàn bộ hoạt động chuyển hàng cứu trợ nhân đạo từ bán đảo Sinai của Ai Cập và Gaza đều được thực hiện thông qua cửa khẩu Rafah. Lãnh đạo Hamas nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Israel. Lãnh đạo Hamas tuyên bố một nhà nước Palestine độc lập là điều kiện tiên quyết để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Israel. Hamas sẵn sàng đàm phán với Israel, hy vọng rằng các cuộc đàm phán trong tương lai sẽ mang lại một nhà nước Palestine độc lập ở cả bờ Tây và giải Gaza. Ismail Haniyeh, nhà lãnh đạo chính trị của lực lượng Hamas, tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 13 tháng 12. Ông Hadiye cho biết thêm, chúng tôi sẵn sàng thảo luận bất kỳ thỏa thuận hoặc sáng kiến nào có thể chấm dứt cuộc xung đột này. Tuy nhiên, những sáng kiến đó phải chắc chắn đảm bảo quyền công dân của người Palestine đối với nhà nước độc lập của họ với thủ đô là thành phố Jerusalem. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, sau khi các thỏa thuận được dàn xếp ổn thỏa, chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ nỗ lực viển vông nào nhằm phá hủy lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang khác. Đồng thời, mọi thế lực chống đối đều phải tham gia vào tiến trình thương thảo này. Bình luận của ông Hanye được đưa ra chỉ một ngày sau khi thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố không thể có một nhà nước Palestine độc lập. Thậm chí nhà lãnh đạo Israel nói rằng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm của hiệp ước Oslo, một thỏa thuận hòa bình được ký kết năm 1993 nhằm tạo nền tảng cho một nhà nước Palestine. Về mặt nguyên tắc, trước đây Israel đã chấp thuận ý tưởng này, tuy nhiên trên thực tế, tiến trình thực thi hiệp ước hòa bình Oslo từ lâu đã bị phá vỡ, gần như đóng băng cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên. Đã 30 năm kể từ thời điểm ký kết hiệp định nhưng quân đội Israel tiếp tục kiểm soát bờ Tây, nhanh chóng phát triển các tiền đồn định cư của người Do Thái. Đồng thời, chính phủ nước này vẫn phong tỏa chặt chẽ giải Gaza. Cùng ngày 13 tháng 12, ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục triển khai hoạt động quân sự tại giải Gaza cho tới khi loại bỏ hoàn toàn lực lượng Hamas, ngay cả khi phải đối mặt với áp lực từ dư luận quốc tế. Không có gì có thể ngăn cản chúng tôi, nhà lãnh đạo Israel nói thêm. Trước đó, cuộc bỏ phiếu kêu gọi ngừng bắn tại giải Gaza của Hội đồng và An Liên Hợp Quốc đã thất bại với lá phiếu phủ quyết của Mỹ bất chấp sự ủng hộ của các quốc gia thành viên khác. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sau đó thông qua nghị quyết tương tự như không mang tính chất ràng buộc. Nghị quyết này yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc giao tranh và thả tất cả con tin vô điều kiện và cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza. Ở chiều ngược lại, với vị thế quốc gia tài trợ quân sự hàng đầu của Israel, Mỹ ủng hộ việc tạm dừng giao tranh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, với lập luận rằng mọi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài sẽ chỉ giúp ích cho lực lượng Hamas, Nhà Trắng kiên quyết phản đối lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Mặt khác, Tổng thống Joe Biden ngày càng chỉ trích phương thức tiếp cận cuộc chiến của phía Israel. Gần đây ông Biden cảnh báo quốc gia này sẽ sớm mất đi sự ủng hộ của quốc tế nếu tiếp tục chiến dịch ném bom bừa bãi. Biển Đỏ rơi vào vòng xoáy xung đột ở Trung Đông, Israel đổ bộ tàu chiến, Mỹ tính lập lực lượng đặc nhiệm bị Iran phát cảnh báo. Trong bối cảnh lực lượng Houthi vốn kiểm soát phần lớn Yemen công khai tuyên bố tham gia vào xung đột Israel Hamas và hỗ trợ người Palestine, Biển Đỏ trở thành một điểm nóng về an ninh hàng hải. Ngày 13 tháng 12, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Sencom thông báo, nước này bắn hạ một máy bay không người lái UAV được triển khai từ khu vực do Houthi kiểm soát sau khi nhóm này tấn công một tàu thương mại có tên Armored Encounter bằng tàu nhỏ ở phía Nam Biển Đỏ. Theo Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh, UKMTO thuộc Hải quân Anh, các tàu bị các chiến binh dùng xuồng tiếp cận ở khoảng cách 800 mét. Đội an ninh trên tàu hàng đã bắn cảnh cáo và đã diễn ra một trận đọ sức giữa hai bên. Quan chức Mỹ cho biết, Khu trục hạm USS Mason đã đáp lại đề nghị hỗ trợ từ tàu hàng, sau đó bắn hạ một máy bay không người lái UAV phóng từ khu vực Houthi kiểm soát tại Yemen nhằm vào phương tiện. Tàu Admiral Encounter không bị tổn hại và sau đó tiếp tục hải trình. Sau khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã công khai tuyên bố tham gia xung đột Israel-Hamas và ủng hộ người Palestine, đồng thời cảnh báo tất cả các công ty vận tài biển rằng không được hợp tác với nhà nước do Thái. Lực lượng này nêu rõ, nếu Gaza không nhận được thực phẩm và thuốc men cần thiết, tất cả các tàu thuyền trên biển đỏ hướng tới các cảng của Israel, bất kể quốc tịch, đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng vũ trang của chúng tôi. Chủ tịch Ủy ban Cách mạng tối cao của lực lượng Houthi, Mohamed Ali Al-Houthi, cũng khuyến cáo bất kỳ tàu nào đi qua biển đỏ đều không được phép đi tới các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine. Hôm 10 tháng 12, Houthi tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào tàu chở dầu thương mại Trinda treo cờ Na với lý do tàu này đang chở dầu hướng tới Israel. Trong bối cảnh những diễn biến mới xảy ra trên Biển Đỏ, cũng trong ngày 13 tháng 12, hãng tin Azazeera đưa tin, Israel đã đưa 4 tàu chiến tới vùng biển này. Các tàu chiến mới này thuộc hạm đội tàu hộ tống lớp Saa6 được sản xuất tại Đức, có nhiệm vụ bảo vệ mỏ khí đốt và các tuyến đường vận chuyển của Israel. Tổng thống Israel Isaac Herzog cùng ngày cảnh báo, phong trào Houthi ở Yemen đã vượt qua ranh giới đỏ tại Biển Đỏ, đồng thời kêu gọi toàn bộ cộng đồng quốc tế phải hành động đoàn kết, mạnh mẽ, quyết đoán để dập tắt mối đe dọa này. Bên cạnh đó, ông Hozop nhận định các hoạt động quốc tế do Mỹ lãnh đạo chống lại Houthi phải được củng cố và tăng cường dưới hình thức một liên minh quốc tế thực sự. Hồi tuần trước, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington đang đàm phán về các quốc gia khác về kế hoạch thành lập lực lượng đặc nhiệm hàng hải sau một loạt vụ tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu thuyền tại Biển Đỏ. Về động thái này, trong ngày 13 tháng 12, hãng thông tấn ISNA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohamed Zera Astiani cảnh báo, lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia do Mỹ hậu thuẫn nhằm bảo vệ hoạt động vận tải hàng hải tại Biển Đỏ sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Ông Astiani nêu rõ, không ai có thể di chuyển trong khu vực mà chúng tôi chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Iran không nêu rõ các biện pháp Iran thực hiện để phản ứng về kế hoạch thiết lập lực lượng đặc nhiệm Biển Đỏ do Mỹ hậu thuẫn. Ấn Độ thay đổi lập trường về xung đột Israel Hamas. Ấn Độ từng bỏ phiếu trắng đối với dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Gaza do Jordani đề xuất. Nhưng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần này, họ có sự thay đổi lập trường đáng chú ý. Khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo lập tức ở giải Gaza, với 153 phiếu ủng hộ, 10 phiếu chống, 23 phiếu trắng vào hôm 12 tháng 12, giới quan sát nhận thấy điều đáng chú ý, Ấn Độ nằm trong số 153 nước ủng hộ. Nhật báo The Hindu của Ấn Độ chạy dòng tít, sau 2 tháng, Ấn Độ thay đổi lập trường, bỏ phiếu ủng hộ ngừng bắn ngay lập tức. Hôm 26 tháng 10, Ấn Độ từng bỏ phiếu trắng đối với dự thảo nghị quyết có nội dung tương tự do Jordani đệ trình. Dự thảo nghị quyết này cũng kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức giữa Israel và Hamas tại Gaza đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua. Lúc đó Ấn Độ bỏ phiếu trắng, viện dẫn chính sách không quan nhượng của quốc gia Đông Nam Á này đối với chủ nghĩa khủng bố. Theo báo tờ Hindu, trong tuyên bố ngày 13 tháng 12, đại diện thường trực của Ấn Độ tại Liên Hợp Quốc, Ruchira Kambo, không nói rõ lý do cho sự thay đổi lập trường của Ấn Độ nhưng nói rằng New Delhi hoan nghênh việc cộng đồng quốc tế đã tìm được tiềm chung để giải quyết tình hình ở Trung Đông. Bà Kambo nói, thách thức trong thời điểm cực kỳ khó khăn này là đạt được sự cân bằng phù hợp. Theo các quan chức y tế Palestine, tới nay hơn 18.000 người đã không qua khỏi trong các cuộc tấn công của Israel ở giải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Đó là chưa kể còn nhiều người đã không qua khỏi dưới các đống đổ nát hoặc ngoài khu vực tiếp cận của xe cứu thương. Khi xung đột Israel-Hamas nổ ra hôm 7 tháng 10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên lên án vụ tấn công của hamas nhằm vào israel coi đây là hành động khủng bố tuy nhiên trong những tuần tiếp theo khi israel tấn công trả đũa gaza ông modi đã lên án những hành vi vi phạm nhân quyền ở gaza đảm bảo tiếp tục viện trợ cho những người palestine gặp khó khăn và thúc giục đưa ra giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột